Em chào các bác nhá, em Lâm đây. Em lại quay qua cửa hàng nhà em đây. Hiện tại thì cửa hàng nhà em vẫn đang đầy đủ các cái mã sản phẩm như là điều hòa mới này. Đấy, điều hòa mới em đang còn các hãng nhá, như Bala này, Daikin này, Fujitsu này, Mitsubishi này. Đấy, máy giặt thì em đang còn cũng còn các hãng nhá. Đấy, thì bác nào hôm trước mà đặt em máy sáp thì đây, hôm nay gọi lại cho em nhé, em đang có con sáp 10 cân đây. Đắt 2016 đây, em có hai con sáp nhá. Đấy, hôm qua tháo ra để thăm máy ở bên trong như mới đập hộp luôn. Đấy, thăm hai con tháo ra thăm bên trong. Đấy. Và em có mua được cho một bác khách đặt cọc ở phía Nam. Đấy. Thì hiện tại thì con máy Bala 8000VX8700L, con này là vách trắng nhá. Con này thì như mới đập hộp luôn. Mua chọn cho bác ấy như mới đập hộp luôn. Từ cái dây xả nó còn dây zin này. Dây cấp là dây zin hết này. Gioăng này như mới đập hộp luôn. Đấy. Con này thì nó là giặt 11 cân nhá. Bala má giặt là giặt 11 cân, là dòng cao nhất của dòng Bala lên 11 cân nhá. Hiện tại con này ở bên ngoài anh em họ bán là giá là 27 triệu. Từ 27 triệu đến 30 triệu con này. Đấy. Bây giờ thì anh em họ bán 25 triệu. Đấy. Riêng nhà em Lâm bán cho bác khách này giá là 19 triệu. Đấy, là đi nhặt về cho bác đấy. Thì bây giờ hiện tại là dòng VX đời cao là em không làm nữa, và dòng đắt tiền là không làm nữa. Không phải là không có vốn để buôn nữa, mà là bây giờ ấy, năm nay cái máy giặt này nó biến đổi giá rất là khủng khiếp luôn. Đợt trước thì nó rẻ thối ra, bây giờ thì giá bắt đầu nó lại lên lại rồi. Thì hiện tại là con này đang có giá là 16 triệu 500. Đấy, hàng này em mua tại kho người ta là hàng bao sống, bao tét, bao êm. Đấy, con này là em bao tét, bao êm rồi. Đấy, em bao tét, bao êm cho bác rồi. Đấy, lồng quay trơn. Đấy, đã bao tét, bao êm cho bác rồi. Đấy, nhưng mà nó chưa chống ồn này. Đấy, chưa làm vách cho nên là nó vẫn cứ nhảy cồ cồ hết. Dòng mấy thì con nào nó cũng nhảy cồ cồ hết, cho nên là bắt buộc là phải làm chống ồn. Đấy, chống rung cho nó mới êm được. Đây, máy đẹp miên man, nó đẹp như mới luôn. Đấy, lấy cho bác cái con này. Giá là 16 triệu 500. Bác ấy thuê em 2 triệu rưỡi tiền công dọn và tiền đóng khung gỗ gửi cho bác đấy. Đấy là bác ấy rẻ được 6 triệu mà được em lựa chọn toàn con đẹp cho. Đấy, con này thì có giặt nước nóng này, có Eco Lavi này, có diệt khuẩn này, máy giặt 11 cân này. Em quay vào tem của nó bác nhìn luôn. Ba. Má nó đây. LAVX8700, cái số 7 là cuối ký hiệu số 5. Con này đắt 2017. Giặt 11 cân, sấy 6 cân. Đấy. Vách trắng. Đấy. Hiện tại thì bên kho người ta đang còn 4 chiếc như thế này nữa. Đấy, bác nào mà đang quan tâm đến dòng máy giặt VX8700 này thì cứ nhấc máy lên alo thì em đặt cho em 2 triệu thì em đi em nhặt cho, xong rồi và em dọn cho các bác. Đấy, bây giờ lấy công làm lời thôi. Kinh cũng đang bỏ vốn rồi. Đây, con này thì khá là đẹp, người ta dùng rất là ít thôi. Đấy, dùng chưa nhiều. Đấy, lóc sấy còn trắng. Đấy. Đấy, nhiều bác cứ bảo là sao máy chưa dọn nó rẻ thế, sao mà dọn rồi các chú cộng 2 triệu rưỡi tiền công. Ở đây. Đấy, con này bán chưa dọn, bao sống bao đẹp như thế này. Giá 16 triệu 500. Đấy, bác nào lấy thì em lấy cho bác. Đấy, các bác về nhà tự dọn cũng được. Đấy, các bác nào giỏi về nhà tự dọn. Còn không thì thôi tùy các bác. Đấy, giá con này là 16 triệu 500 này. Đấy, tại kho người ta bán này. Bao tét, bao sống này, bao thử này. Đấy, tất tần tật cho các bác. Đấy. Đấy, bác nào quan tâm thì bảo em đặt thôi nhá. Còn thì máy giặt nhà hiện tại vẫn đang còn các dòng máy bình dân. Đấy. Dòng tô bình dân, bên lại Bala bình dân, máy rửa chén gì đây. Đấy, T9, T8 em hết sạch rồi, không còn máy luôn. Đấy, các bác cứ bảo là máy lấy về nhiều thế bán bao giờ mới hết thì đây. Em bán một tuần rồi hết sạch T8 hay T9 rồi. Đấy, TH thì em độc còn độc nhất còn có 2, 4, 6, 7 con. TH với TA em còn độc không có 7 con thôi. Đấy, bác nào nhanh tay nhanh mách mua lốt. Đấy, toàn bộ là hàng lướt hết, hàng bao cực đẹp luôn. Đấy, máy em chọn thì toàn chọn những con hàng tuyển hết từ các bác luôn, nên các bác không phải lo. Đấy, giá thì bán thì bao giờ cũng rẻ hơn chỗ khác. Đấy, nhà em bán bao giờ cũng bao rẻ hơn, bao tốt hơn chỗ khác, để em khẳng định luôn. Đấy, không bao giờ có câu chuyện là mua đắt xong lại chất lượng không tốt, không có. Ở nhà em mua rẻ hơn chỗ khác mà còn tốt hơn chỗ khác, mà hàng toàn bộ là hàng nước hết. Bây giờ em bỏ hết sang làm hàng nước rồi, hàng lô là em đang rút dần là nghỉ hẳn luôn, không làm hàng lô nữa mà chỉ làm hàng nước thôi. Bởi vì giữa hàng lướt và hàng lô nó không tranh nhau lắm bao nhiêu. Đấy, các bác lấy thì alo cho em nhé, và đặt hàng thì alo em, alo số điện thoại in sẵn trên màn hình rồi. Em chào các bác.